Vâng, thưa À, hôm nay chúng ta sẽ hôm trước chúng ta đã cùng nhau xem lại một số cái kiến thức cơ bản về phát âm và một vài kiến thức nền đấy. Hôm nay chúng ta bắt đầu sẽ đi vào học giao tiếp. Nghề của em là sau này em sẽ đi bán hàng đúng không? Em cũng được vâng. hiểu như vậy. Cho nên là chúng ta sẽ học chủ yếu tập trung vào kiến thức về bán hàng. Tuy vậy nó cũng có những cái nguyên tắc mà chúng ta bắt buộc phải học. Đó là kiến thức chia động từ. Hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ xem kiến thức chia động từ. Kiến thức chia động từ ở trong tiếng Nga, động từ ở trong tiếng Nga thì được chia làm hai loại nhóm, hai nhóm chia, tức là nó sẽ nhóm, nó sẽ có động từ chia nhóm 1 và động từ chia nhóm 2. Thế nào là nhóm chia động từ trong tiếng Nga thì em cũng đã học đến bài 8 của giáo trình từ đến nước Nga thì cũng biết thế nào là chia động từ rồi. Ở đây mình chỉ nhắc lại thôi. Động từ chia theo nhóm 1 là nó sẽ bỏ hai ký tự cuối trước khi chia. Ví dụ động từ isu chat, Chưa, em học bài 8 nhưng chưa có chia động từ thì sao ấy. chưa có chia động từ rồi các bạn đấy đó. Đây là hiện nay kiến thức của em đang tương đương với gần bài 8 đây đấy đó. Được. Tức là bài 8 là mình cũng đã có xem kỹ cái nội dung của nó và trong đó đã sử dụng các động từ, ví dụ động từ isu chat, động từ govorit là có rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại em cứ yên tâm về cái điều đó đấy đó. Thế như vậy ở đây động từ isu chat là dạng động từ mà có đuôi at dấu mềm, nhớ là động từ at dấu mềm đấy. Dạng động từ gabarit là dạng động từ có đuôi it dấu mềm. Thế vậy thì các động từ chia thuộc nhóm 1 của tiếng Nga là động từ có đuôi at dấu mềm, thông thường là như vậy đấy. Thế nhưng mà cũng có những động từ mà nó trông thì nó rất dễ chia nhưng mà nó lại khó. Cho nên là gì, cái việc người ta liệt nó vào nhóm 1 hay nhóm 2 nó phụ thuộc vào cái yếu tố gì. Tả như vậy là động từ isu chat nó thuộc động từ chia nhóm 1, khi chia thì nó sẽ bỏ đuôi t và dấu mềm, tức là bỏ hai ký tự. Thế còn động từ gabarit là động từ thuộc nhóm chia 2, khi chia nó sẽ bỏ ba ký tự cuối, có nghĩa là nó bỏ dấu mềm t và y đấy đó. Thế bây giờ cách chia của nó như thế nào? Động từ thuộc nhóm chia 1 sau khi bỏ t dấu mềm đi nó còn cái gốc isu chạc, chữ màu đỏ đấy đấy đó. Bắt đầu nó chia ya, isu trái, dù tươi, isu trái, yes, ôn, isu trái, yệt, mi isu trái, yem, vi isu trái, chia nhi isu trái. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái ngôi đầu tiên nó là kết thúc bằng u thì không có gì đặc biệt, nhưng mà từ cái ngôi thứ hai tươi isu trái, yes, đó, ở đây chúng ta thấy đó là gì nào? Cái gốc cái đuôi của nó ở đây là đuôi ye và dấu mềm đấy. Thì tiếp theo ngôi ôn thì nó vẫn tiếp tục cái đuôi ye đó, ye mươi, ye em vui, ye chè đấy đó. Thì chúng ta sẽ xem nhóm chia hai nó chia như thế nào. Nhóm chia hai cũng tương tự như vậy, chỉ có điều nó bỏ ba ký tự cuối it dấu mềm, còn lại là gì, gốc go vor, thế và ngôi ya vẫn là you, ngôi tươi không phải là yes như bên này mà là is, ngôi ôn không phải là yet mà là it. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy từ cái ngôi thứ hai của đứa của nó đó là cái nguyên âm của nó là nguyên âm y chứ không phải nguyên âm ye đấy. Thế và ngôi cuối cùng, ngôi anh nhỉ, anh nhỉ dù trái yud, đây là anh nhỉ gava riad, đây không phải là yud mà là đây là yad. Đó là cái sự khác nhau giữa nhóm 1 và nhóm 2 đấy. Thì đó là cái nội dung, cái lý thuyết là như vậy thôi. Thế nhưng mà đến khi chúng ta gặp động từ thì chúng ta vẫn cứ phải tốt nhất là chia từng động từ đấy. Khi nào những động từ nó giống nhau thì chúng ta có thể liệt nó vào thành một nhóm chia và chúng ta chia nó giống nhau. Thế còn lại thì tốt nhất là chúng ta cứ gặp động từ nào chúng ta chia động từ đó đấy. Đó. Bây giờ chúng ta có động từ isu chat. Isu chat là học. Học cái gì? Học môn tiếng Nga. Ví dụ vậy. Chúng ta sẽ có từ isu chat ruski yazyk. Đó. Ok em có nghe rõ không? Có. Khá là sốc. Thế bây giờ chúng ta sẽ chia nhé. Em thử chia cho thì nghe xem nào. Ya. Ya izuchayo. Đà tươi. Tui izuchayes. Từ trái yes, chập 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 trái yes đấy. Chữ Yes. chờ này là chữ chờ nặng đấy.
izuchayesh on on izuchayet da mươi izuchayem mươi izuchayem vươi vươi izuchayetie izuchayetie em nói nó mềm hơn nào izuchayetie 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 ye ye izuchayetie da đúng rồi ye chứ không phải là e đó ye 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 izuchayetie вы изучаете изучаете да они изучают изучают да они изучают đó là động từ изучать изучать nghĩa là học à chúng ta học học có tính nghiên cứu đấy bộ môn tiếng Nga à thế bây giờ em nói là tôi học tiếng Nga я изучаю русский язык à đây là gì nào русский em nói là русский русский язык язык à yeah, dực 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 thường dực lửa ấy đấy à dực 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 đấy dực già à con dê đấy con dê đi ra đi vào dực dực đấy rừng dực ấy từ rừng dực rừng dực đấy rừng dực ruskia dực em nói là ruskia dực ruskia dực à đúng rồi bây giờ đúng rồi đấy đó ta của à хорошо à em nói à cậu học tiếng Nga nào tươi tươi là cậu tươi. Tôi изучаю русский язык. Да, ты изучаешь русский язык, да? А, anh ấy học tiếng Nga. Он изучает русский язык. Да, он изучает русский язык, да? А, так хорошо. Bây giờ nói tiếng Nga nè. Nói tiếng Nga thì người ta không nói говорит русский язык. Người ta sẽ nói говорит по-русски, да? А, bây giờ em chia động từ. Я говорю. Я говорю. Ты говоришь. Ты говоришь. Он говорит. Он говорит. А, đây chúng ta sẽ nói là г говорит. Говорит, да? Говорит. Nếu mà em nói говорит được, à, em nói говорит người ta cũng vẫn hiểu. Thế nhưng mà em nói như thế nó sẽ lâu hơn và bởi vì cái âm a nó dài hơn cái âm ơ. Đấy, âm ơ là một cái âm ngắn. Âm a là cái âm dài. Đấy. Chứ nếu mà nói говорит, em sẽ mất thời gian hơn là cái từ nói cái từ говорит, говорит, đấy. À vậy thì người ta nói говорит nói tới là trong tiếng Nga ta có cái luật nhược hóa nguyên âm. Nhược hóa tức là gì? Cái âm nó bị yếu đi so với âm khác. Đấy. Đó, âm o đứng trước a, à đứng trước trọng âm bị đọc là a. Đây là va, đây là âm a a rõ ràng. Thế còn âm o mà đứng cách trước cách trọng âm một âm tiết thì nó bị đọc là ơ, nó đọc nhẹ đi. Đấy. Đó, cho nên gọi là говорит, говорит, говорит. Em nói là я говорю. Я говорю. Đúng rồi. Ты говоришь. Ты говоришь. Он говорит. Он говорит. Мы говорим. Мы говорим. Вы говорите. Вы говорите. Они говорят. Они говорят. А, они говорят. 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 À, thế chứ nào? Thế nếu em nói là ơ thì em sẽ nói rất nhanh mà em nói nhuần nhuyễn luôn. Nó nghe nó nuột luôn như người bản ngữ. Đấy. À thế còn nếu mà em nói âm a cũng được nhưng mà lúc đó thì nó sẽ kéo dài và nghe nó ngủ ngộ đấy à ia gavariu nếu mà mình nói gavariu đấy à thế trên thực tế là cái âm a đầu tiên đó ấy, nó rất nhẹ và nó trở thành âm ơ đấy nói như thế cho nhanh chúng ta nói luôn nó là âm ơ à ia gavariu ты говоришь он говорит мы говорим вы говорите они говорят à thế vậy thì để rèn luyện cách chia động từ à, muốn nói tiếng Nga tốt thì biết nhiều động từ em chỉ cần biết được khoảng 50-70 động từ thôi đấy đó em biết khoảng 70 động từ thì em nói tiếng Nga hàng ngày bán hàng này em nói là hơi bị sành điệu rồi. À trên thực tế nhiều bạn không tin thế đâu đấy. Bây giờ các bạn cứ lấy một cái đây này mình làm thành những cái quân bài như này đấy. Đó, cắt tờ giấy ra nó như cái quân bài như quân bài Tuller khơi đấy. À thế nhưng mà gì? À chúng ta viết ở đó một cái động từ. À viết nghĩa của nó là đây là gì? Học đấy. À sau đó chúng ta chia động từ đó ra. Đấy, chúng ta có được khoảng 50 cái quân bài như thế. À, bảo đảm là em chỉ cần gói gọn trong 50 cái động từ đó thôi là em nói tiếng Nga hàng ngày là vui vẻ rồi đấy thoải mái rồi à, tác vốt à, thế bây giờ chúng ta sẽ chia à, sẽ nói nào nhé à, nói dịch tức là thì nói bằng tiếng Việt em nói bằng tiếng Nga đấy đó bây giờ em nói bằng tiếng Nga nè tôi đang học tiếng Nga я изучаю русский язык à русский язык đấy đang nói có nghĩa là gì hành động đang xảy ra đấy cái từ đang đó trong tiếng Việt có nghĩa là изучаю à nó chỉ rằng là cái hành động xảy ra thì hiện tại vậy đi đây là thì hiện tại của động từ em hiểu chưa đấy изучаю русский язык đấy изучаю русский язык
Đó. À thế bây giờ em nói câu là tôi nói tiếng Nga. Yeah. Gervario Paruski. Я говорю по-русски. Да? Да. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. À thế tại sao mà thì giáo nói nghe nó nhuần nhuyễn hơn em nói. Thì giáo nói я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Đấy. À em nói thì giáo nói như này chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi. Em nói phải mất độ khoảng 10 giây. Tại sao như vậy? À bởi vì sao em nói chưa quen. Đấy. À thế vậy thì bao giờ em định nói cho nó quen. Đấy. À đó, thế thì có nghĩa là gì nào? Hàng ngày em phải rèn luyện. Em viết một cái bộ khuôn bài này ra buổi sáng ra, ngồi ăn sáng uống cà phê, dở ra, đi du chat, đọc giờ du chat thì du chat xin lý ổn du chat. Giờ cứ vào điu từ vào đi xong cứ vào đi mình vào đi mình vào đi chơi như vậy à. Đấy, dở hết mấy bộ khuôn bài ra đọc được khoảng chục cái, 15 cái, 20 cái đi. Lúc sau ngồi làm cái gì đó lại dở ra lại ngồi đọc 15 20 cái đi. Đấy, cứ đọc như thế, cứ đảo khuôn bài suốt ngày như thế, nói đi nói lại, nói đi nói lại suốt ngày. Đấy, thì tự dưng là gì, nó rèn luyện cho cái lưỡi của em nó dẻo ra, em nói nó quen thôi. Đấy. Đó. Thế còn có nhiều bạn bảo là gì? Ôi, em nói tiếng Nga 10 năm rồi mà em nói nó cứ vấp. Vấp vì sao có nói đâu? Về nhà tao nói tiếng Việt đấy. À, đó, thế vậy thì em muốn nói tiếng Nga tốt, em phải rèn luyện. Tự rèn luyện đi, thầy giáo bày trò cho em thôi. Bày cách cho em học thôi. Thế còn việc em học hay không là chuyện của em nhé. Đó. Vâng. Thế vậy thì thầy giáo nói là gì nào? Em là mua mấy tờ bìa cứng lúc nào đi ra hiệu văn phòng phẩm. Mua 5 tờ bìa cứng. 5 tờ bìa cứng ví dụ đây là một tờ A4 như này nhé. À, về kẻ nó ra làm tư, à, kẻ làm tư này, đấy, à, đây là kẻ xem nhé, à, ví dụ vậy nhé, làm đôi, đấy, kẻ làm tư, đó, thấy chưa? À, thế xong thì kẻ nó ra làm ba, à, thế là mình được bao nhiêu? À, 3 4 12 được 12 quân bài, thế là 12 quân bài này em cứ thế làm vẽ, đấy, các hồi em viết, đúng không nào? Đấy, đó. Em viết thật nhiều những cái động từ vào, cứ hôm nào học một động từ viết một động từ, hôm nào học 5 động từ phải viết 5 động từ, đến cuối cuối học kỳ à, đến cuối khóa của em thử cho thầy xem là em viết được bao nhiêu động từ đấy. Хорошо. Đấy, à đó, đấy là cái thầy giáo khuyên như thế, bởi vì sao, tính của con người thường là lười, nhưng mà nếu là viết sẵn ở đấy rồi cầm ra đọc ngay đấy. Đó, à đó, thế như vậy là gì, thầy giáo bỏ 5 phút ra để hướng dẫn em học còn hơn là không bày cho em cái hướng phương pháp đó mà dạy em liên tục, em cũng không vẫn không học được đấy. À thế như vậy chúng ta đã học được 2 động từ citat, ui izuchat và gavarit. Izuchat gavarit. Bây giờ chúng ta sẽ xem một động từ nữa. Động từ này là động từ gì vậy? À ở đây chúng ta có một động từ uchit. Uchit đấy. À tại sao chúng ta phải xem riêng nó ra? À đấy, trước hết là thì ta sẽ làm nó thành quân bài nha. Để cho em nhìn thấy này. Đó. Đó thấy chưa? Đấy. Vốt, đây là thành quân bài mới của chúng ta đấy. À, sau đó chúng ta lại để nó vào thôi đấy, tạc đúng không nào, có thể là di chuyển nó đúng không đó, à, cất nó đi xong rồi đút vào túi ngồi học. À đấy là từ uchit. Uchit là học, izuchat là học. Izuchat là học, học tính hàn lâm, học nghiên cứu, học sau này để trở thành nhà ngôn ngữ học đấy. À thế còn yêu uchit là gì? Uchit cũng là học, nhưng mà học thì biết thôi, ví dụ học thì đi bán hàng này đấy. À, học thì có thể học ngôn ngữ, học đan len, học nấu ăn, học cái gì cũng được. Thế nhưng mà học này là để học, học học để cho nó biết gọi là có cái kỹ năng trong cuộc sống thôi, chứ không không phải là học để cho sau này trở thành nhà nhà nghiên cứu đó, thế gọi là uchit. Vậy thì khác nhau, đây cũng là học, đây cũng là học. Thế thì chúng ta thường nói hàng ngày, ví dụ như em chẳng hạn, là em là uchit ruskiy yazyk đấy, chứ em không phải là izuchat ruskiy yazyk. Em izuchat nghĩa là em học thật là tỉ mỉ, thế còn em học để biết thì nói thôi thì gọi là uchit. Yeah uchu ruskiy yazyk, yeah uchu tôi uchis, on uchit, mười uchim, vui uchiche, anh như uchat. À, đó là cái chiều là tôi uchit. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? À, chúng ta nhìn thấy là ở đây là yagavariu, you. Tại sao lại đây lại là uchu? Tại sao đây không phải là uchiu? À, đây không phải là, đây là gavariat. Tại sao đây không phải là uchat? Mà là uchat, uchat. A chứ không phải là ya đấy. Đó. À tức là gì? Nguyên âm A đơn chứ không phải nguyên âm A đôi. Đấy, ya. À đó. Tại vì là thế này, sau phụ âm không được viết u. Nhé. À hóa ra trong tiếng Nga có 7 cái phụ âm g, k, sh, r, k, ch, sh. Sau 7 cái phụ âm này không được viết ư.
không được viết you, không được viết ya đấy. À đó, nhớ em chỉ cần nhớ như vậy thôi đấy. Đó, thế vậy thì đây lý giải tại sao không phải là yagavaru, còn đây không phải là yauchu, đây là uchu. Hiểu chưa nào? Nhất trí chưa? Đấy. À thế bây giờ chúng ta viết đọc nào. Yauchu. Yauchu Tui uchis. tui uchis On uchit. on uchit Mui uchim. mui uchim Vui uchiche. vui uchitia Anh yếu uchat. anh uchat À thì đến đây chúng ta thấy đó là gì nhỉ? Hai nhóm chia động từ uchat và gavarit. Thế bây giờ em thử nhìn cái động từ uchit này nó chia theo nhóm 1 hay nhóm 2 đây? Nó theo em đây là nhóm 1 hay nhóm 2? nhóm một ạ. Tại sao nhóm 1? Tại Lý do nhìn gì? nó Lý do gì mà nó nhóm 1? À, em nhìn nhé. Nhóm 2 nó có đuôi is đây này, ở ngôi tươi này. Đây cũng có đuôi is, ngôi tươi này. Thế vậy nó là nhóm 2, em chưa? à, vâng. Đúng chưa này? Đấy. À, ngôi anh nhi của nó đây là yat này. Thì đây nó là at này, thấy chưa? Đấy. Nhóm 1 ở đây nó phải là yes, đây là is cơ mà. Đấy. Thế vậy thì động từ mà có đuôi ngôi tươi yes thì nó là nhóm 1. Động từ có ngôi is thì nó là nhóm 2. Đấy. À, thế như vậy đấy là chúng ta phân biệt được thế nào là động từ chia nhóm 1, thế nào là động từ chia nhóm 2. Phân biệt để làm cái gì vậy? Để khi gặp động từ chúng ta chia cho nhanh. Thế nhưng mà thầy giáo lại dạy em là gì? Em làm khuôn bài em sưu tầm cho thầy 50 động từ đi. Chia 50 động từ hàng ngày đi. Cứ mỗi ngày sáng đọc 15 quân, trưa đọc 15 quân, tối đọc 15 quân, ngày này qua ngày khác đọc như thế liên tục trong 10 ngày đi. À, các em định sang Nga sống 5 năm hay 10 năm? Mà đây chúng ta chỉ có bỏ 10 ngày ra chia động từ thôi, xong nói được tiếng Nga thì giỏi quá gì nữa. Tội gì mà không làm. Đấy. À thế lúc đó chúng ta không cần biết là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 gì cả. Có 50 động từ học thuộc mất rồi, thế còn gì nữa. Đấy. À đấy là nói như thế. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm một chút nữa là gì nào. Có động từ mà nó chia cả nhóm 1, cả nhóm 2. Nhưng mà những động từ này chỉ có 1, 2, 3 động từ thôi. À đó là động từ khai triển. Động từ này nó vốn dĩ là rất là hay sử dụng cho nên mình vẫn phải học nó. Động từ khai triển đó là động từ muốn. Muốn thì một nửa nó chia theo nhóm 1, yes khai chủ. Từ khố triển, yes này, đôi yes là nhóm 1 này. Đấy. Ôn khổ triển. Đúng không? Thế nhưng mà đến 10 thì sao? 10 thì thành khai chìm, im này, đôi im này là của nhóm 2 chứ. Với khai chỉ trẻ, anh ấy khai chặt đôi yát này, ngôi anh nhìn này, đấy. Đó, thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Động từ khai chết là động từ muốn. Nó chia một nửa theo nhóm 1, một nửa theo nhóm 2. Thế một nửa như thế nào? Một nửa là ba ngôi số ít, ya, tươi, ôn, đấy. À, ya là người nói, tươi là người nghe, ôn là cái người được chúng ta nói đến. À, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít. Ba ngôi số nhiều, 10, 10 anh nhì thì chia thành nhóm 2. Thế vậy thì đó là lề về lý thuyết. Bây giờ về cái cách học của chúng ta học gì? Học kiểu mực hệt. Mực hệt tức là gì? Mì ăn liền. Đọc thuộc như nó xong. Ngồi đọc. Yêu khách chú. Em đọc. Yêu khách chú. Nhà khách chủ Tươi khổ chết. tươi khổ chết Ôn khổ chết. buồn khổ chết Mươi khách chìm. mười khách chìm Với khách chỉ chết. vui khách chỉ chết Anh như khách chặt. anh ấy khách chặt À thế như vậy đến đây em thấy là gì nào? Đó là cách chia. Thế bây giờ thầy giáo dạy một lần rồi, thầy giáo chia em lần thứ hai nữa, em đọc bắt đầu thấy mỏi mồm. Thầy giáo mà dạy lần thứ ba thì thấy ôi thầy mỏi mồm lắm rồi thầy ạ. À, thế như vậy là gì? Thầy giáo không không dạy em đọc nữa, thầy giáo đọc một lần thôi, xong sau đó hướng dẫn em về nhà nhá, tối giờ ra đọc một lần, mai giờ ra đọc lần, ngày kia giờ ra đọc một lần. Đấy. À thế đến hôm sau thầy giáo hỏi tươi như nào, em lại khai chết khổ chết, chả biết là nói như thế nào. À thế như vậy là gì? Nhắc lại lời của Lý Tử Long, diễn viên võ thuật cũng như là nhà võ thuật của Hồng Kông. Tôi không sợ cái thằng có 1.000 miếng võ, tôi chỉ sợ cái thằng nó có một miếng thôi mà nó luyện 1.000 lần. Thế vậy thì em luyện 1.000 lần cái động từ này đi, nói nhuần nhuyễn hơn thầy luôn đấy. À thầy nói như thế để làm cái gì? Đề cao cái tính rèn luyện. Về đọc đi nào, yêu khách chú, đọc lại nào, yêu khách chú. Dạ khách chú Tươi khổ chết. tôi khổ chết Ôn khổ chết. ôn khổ chết Mươi khai chìm. mười khách chìm Vui khai chỉ chết. vui khách chỉ chết À nhỉ khai chặt. anh nhỉ khách chết À đó, chúng ta học được mấy động từ rồi? Bốn động từ rồi. Đấy. À đúng không nào? À đây có ba động từ này. Đây một động từ là bốn này. Đấy. Chúng ta sẽ học 50 động từ trở lên. 50 đến 70 động từ là cùng thôi. Đấy. Em đi bán hàng chỉ cần 350 câu.
em ra bán hàng ngoài chợ em chỉ cần 350 câu nói doanh rách với khách hàng luôn đấy. À đó, xong bảo thằng này sao nó tiếng Nga giỏi thế, bởi vì sao nó học chỉ có 350 câu thôi, học đủ 350 câu nó nói nhuần nhuyễn hàng ngày, ngày này qua ngày khác, nó giỏi luôn đấy đó. Thế còn lúc nào muốn nói hơn thì sao, nó bảo thầy thế em muốn nói hơn cũng được không, được, bởi vì sao có 350 câu mẫu rồi, cứ thế mà phát triển ra đúng không nào. Đó, thế khi tai nghe tốt rồi, hiểu biết rồi, muốn đọc thêm cái chữ gì gì nữa thì lấy từ điển tra cái từ ấy là cái từ gì. Ví dụ nói hôm nay tôi mua cái quần quần bò, thế bảo mình học cái quần bò nó nhuyễn nhuyễn rồi, ngày mai tôi nói tôi muốn mua cái quần Âu cơ, tra trong từ điển xem cái từ cái quần Âu là cái gì, dở ra đọc briu ki briu ki briu ki briu ki đấy, à thế ghép vào thế là xong đấy. À bây giờ tôi muốn mua cái quần bò, ya khai chu cupid junse ya tạ ya khai chu đấy, đây này khai chu đây này đấy, cupid cupid là mua đấy, quần bò jun si ya khai chu cupid jun si ya khai chu cupid jun si đấy, quần bò là cái jun si à đúng không đấy vốt. À thì vậy đây là gì, đây là cái mẫu câu của chúng ta nói cái câu mẫu câu nhuần nhuyễn rồi, ngày nào cũng nói rồi đấy. À thế bây giờ chúng ta muốn không không muốn mua con bò, chúng ta muốn mua cái briu kia cơ đấy. À đó, Cũng biết là không phải chia. à thì, đi đâu vội thì đang mới nói thế thôi, tí nữa À sẽ vâng. nghe sau đấy. À bây giờ chúng ta có cái từ briu kia, briu kia briu kia là cái quần Âu đúng không nào đấy. À đó, thì bây giờ chúng ta có cái từ briu kỳ, chúng ta ngồi tra trong trong từ điển ra thấy cái từ briu kỳ là gì, cái quần Âu. À thế xong chúng ta lấy cái quần Âu ghép vào cái quần bò thế xong đấy. À đó, bây giờ chúng ta muốn nói tôi muốn mua cái quần Âu, yeah khai chú cô pít briu kỳ đúng chưa nào, thế là nói yeah khai chú cô pít briu kỳ thế là xong đúng đó đúng chưa nào, đó tất cả vật đấy. À thế vậy thì sau khi đã có mẫu câu rồi em là ghép cái gì vào ngoài chẳng được đấy. À đó, thế như vậy à, về nguyên tắc thì ra nói em như vậy nhé. À đó nghĩa là gì, em hãy học cho thầy 350 câu đi giao tiếp, em hãy học cho thầy 50 đến 70 động từ đi để nói gì, thế là xong đấy. À thế bây giờ thì giáo cho cái câu này để làm gì, động từ đây khai chi hết có đấy đấy, à khà chú cú pịt à đấy chưa nào. Thế vậy thì hóa ra là gì nào, hóa ra là cái cấu trúc câu này của nó đấy, trong tiếng Nga nó có mẫu câu, người ta gọi là mẫu câu, thế là mẫu câu, mẫu câu là câu mẫu, câu là mẫu, câu làm mẫu để làm gì, câu làm mẫu để mà nói cái gì nào, nói vào trong câu như thế này cộng với cái gì infinitive đấy, hóa ra là cái cấu trúc của nó là gì, khai chu cộng với infinitive đấy, thì ta viết lại lần thứ hai, thực chất đây nó có thế này đấy đó. Thế vậy thì là à lúc nãy em đã hỏi trước một cái câu mà thầy giáo đang chuẩn bị dạy em đấy, trong cái trang này luôn. À đây chính là gì, à, đây là cấu trúc câu khai chiết cộng với infinitive đấy, đấy. Đồng, mẫu khai chết cộng với infinitive đấy, thì nó nói tổng hợp như thế thôi. Infinitive là cái gì bây giờ mới giải thích đấy. À, ta. Infinitive tiếng Nga có nghĩa là động từ nguyên thể, thế nào là động từ nguyên thể, có nghĩa là động từ không chia đúng không đấy, khai chết cộng với infinitive. Vậy thì lúc nãy thầy giảng nói với em là gì nào, ya khà chú cú pịt khà chú, à sau đó mới cộng với cái gì thì cộng đấy cú pịt cú pít đấy, ya khai chú cú pít đấy, ya khai chú cú pít đấy. À, tôi muốn mua đấy, à đó tôi muốn mua, tôi muốn bán, tôi muốn gì chả được đúng không, tôi muốn mua thì tôi muốn bán này cú pít pradavat pradavat đấy, ya khai chú cú pít ya khai chú pradavat, à đó đấy đó, ya khai chú ra bộ tách, tôi muốn làm việc, ya khai chú ra bộ tách ra bộ tách đấy đó. Đây là gì, à, động ba động từ, à em nhìn thấy là thêm ba động từ nữa rồi đúng không, hôm nay em biết được bốn động từ rồi, ba động từ là bảy, nhưng ba động từ này chúng ta làm việc với nó chưa, chưa đúng không đấy. À tại sao, bởi vì chúng ta dùng sau động từ khai chết không cần chia nó, yêu khai chú cú pịt tôi muốn mua, yêu khai chú pradavat muốn bán, tôi muốn yêu khai chú ra bộ tạch tôi muốn làm việc đấy đó. À thế bây giờ chúng ta quay trở lại à, phần trên này của chúng ta, à chúng ta đã biết động từ izuchat, izuchat là gì nào, Nói à, học đấy học hàn à lâm học đấy, à gavarit là gì, nói à, à gavarit là nói nói, izuchat là học, gavarit là nói,
Cupid là mua, Pradavat là bán, Rabotas là làm việc. Đấy, ngồi học là bẩm này. Yudhishthira là học, Gauri là nói, Cupid là mua, Pradavat là bán, Rabotas là làm việc. Tôi muốn mua, Yekhachu Cupid. Tôi muốn học, Yekhachu Yudhishthira. Tôi muốn nói, Yekhachu Gauri. Nói cái gì? À, đó thì chúng ta mới quay trở lại. À, thầy giáo đã dạy hướng dẫn em là gì nào? Nguyên tắc phát âm trong tiếng Nga phải có trọng âm. Nguyên tắc nói câu trong tiếng Nga phải có ngữ điệu. Nguyên tắc xây dựng câu ở trong tiếng Nga phải có chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ. Đấy. À đấy, như vậy chúng ta phải quay lại, muốn cho người Nga hiểu chúng ta phải có chủ ngữ. Chủ ngữ đâu? Dạ. Yeah. Vị ngữ đâu? Khai chủ. Khai chủ. Đấy. À đấy, chủ ngữ có rồi. Vị ngữ có rồi. Bổ ngữ đâu? Đấy, bổ ngữ của nó đây. Đấy. Khai chủ gì? Cupid. À đó, thì bây giờ nói cậu muốn cái gì, cậu muốn cái gì nào, dịch cái câu đó nào. Yakachu tui nào, cậu muốn cái gì? À, tui kachu đấy, cậu muốn cái gì là gì, cậu ở đây có nghĩa là tươi, đúng không nào? Đấy, trong tiếng Nga là cách xây dựng câu của nó, cách cái xây dựng câu của nó. Tiếng Việt là gì? Cậu muốn cái gì nữa đằng sau? Tui kachu nhé, đấy nhé. À, em xem câu tiếng Việt nhé. Cậu muốn cái gì? Câu hỏi cái gì? Nó nằm ở đâu? Cuối câu. Đấy. Nhưng trong tiếng Nga, nó lại không nằm cuối câu. Nó lại nằm lộn lên đầu. Sto. Đấy. Sto. Tươi. Tươi sao nào? Tươi chia như thế nào? Khaches. Đấy, lại khaches rồi. Đúng không? Đấy. À, tươi khô chết. Khô chết. Đấy, đấy chứ nào? Tại sao em nói khaches? Bởi vì em chưa đọc nhiều. Em mới đọc với thầy lúc này hai lần thôi. Vâng. À thế vậy thì để làm sao mà lần sau không bị thầy giáo chê cho nữa. Đấy, thầy giáo chê bảo vừa nói lại quên rồi. À thế bây giờ để thầy giáo không bị thầy giáo chê là làm cái gì? Từ à. Này từ nay đến giờ sau phải đọc nó 20 lần, 50 lần đi. Ý khai chủ thì khô chết xuân khô chết mười khai chi mười khai chi chia như khai chặt một lần. Ý khai chủ thì khô chết xuân khô chết vân vân. Đấy. À đúng chưa nào? À thế vậy cái bí quyết mà thầy giáo dạy các em là gì? Chỉ có nói nhiều lần thôi. Đấy, em nói được rất tốt rồi, em phát âm tốt rồi. À, đừng có ngồi, đừng có lười, ngồi nói đi, nói đi nói lại, nói đi nói lại. Đấy, đó. Nếu mà em nói được thì lúc đó hắn nói chuyện với thầy nhé. Thầy dạy cho em là gì nào? Mua cái bao diêm, ra cửa hàng ấy, mua cái bao diêm nhé. Nói thật đấy, mua cái bao diêm, ở trong bao diêm có 34 que, em cứ đổ ra mà em đếm được 34 que. Đấy, em đọc được một lần em để sang một bên một que. Đọc lần thứ hai để sang que thứ hai. Em đọc, bao giờ em đọc được 10 lần thì em lại xếp ngược lại. Xếp ngược lại thì có nghĩa là được thêm 10 lần nữa thành 20 lần. Đấy. À đấy, em cứ thử như thế xem, bảo đảm em thành công. Bí quyết để thành công chỉ có vậy thôi. Đấy. Đó. Thế còn một tháng sau học với thầy xong thì hỏi em mua bao diêm chưa? Em chưa thầy ạ. Ờ, muốn nói tiếng Nga không đi mua bao diêm. À, đúng rồi nào. Thì ta nói với em rất đơn giản. Tốt tươi. Gì nào? Хочешь? À thế vậy chúng ta có câu hỏi đấy rồi. À, chúng ta nhìn thấy đây store trong tiếng Nga này đứng lên đầu. Đấy. À thế thì ở đây nó gọi là cái gì đây? Người Việt chúng ta nói muốn cái gì thì cái gì nó nằm cuối. Người Nga nói muốn cái gì thì cái gì nó lại nằm đầu. Thì vậy sự khác nhau này nó là cái gì đây? Cái sự khác nhau này người ta gọi là sự khác nhau về tư duy ngôn ngữ. Em nhỉ? Đấy. Tư duy ngôn ngữ khác nhau dẫn đến cái việc người Việt học tiếng Nga mà không hiểu cái cách nói của người Nga. Ngược lại, người Nga nói tiếng Việt mà không hiểu cách nói của người Việt. Thế vậy thì cái vấn đề ở chỗ mà người Việt mà chưa nói được tiếng Nga không phải là không biết từ, không phải là không biết ngữ pháp, mà là gì? Là chưa biết tư duy ngôn ngữ của người Nga. Đấy, có nghĩa là không biết người Nga người ta nói kiểu gì. Đấy. Từ thì biết hết rồi, sto biết rồi, khai chết biết rồi, đúng không? À, tươi biết rồi. Tại sao không xây dựng được thành câu? Bởi vì sao? Không biết người Nga người ta xây dựng kiểu gì. Đấy. À đó. Thế nên là gì nào? À, chúng ta muốn biết được, muốn ngấm được cái tư duy ngôn ngữ của người Nga. À, thì làm chúng ta làm cái gì nào? Muốn ngấm được tư duy ngôn ngữ người Nga, chúng ta phải nói rất nhiều những cái câu người Nga nói. Đấy. À rồi em sẽ có đây này. Em sẽ có đây này. Rất nhiều những cái mẫu câu hàng ngày. Đó. Cứ mỗi ngày thì giáo cho em cả một đống câu này, cứ ngồi những cái đống câu này em không cần học thuộc, em chỉ cần nói cho thầy rất nhiều lần, lấy que diêm ra ngồi ngày đọc 5 lần, 10 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần, 15 lần. Đấy.
Đó, em hiểu chưa? Thế vậy thì cái quan trọng đối với em không phải là cái người mà người người Việt người ta nói tiếng Nga, à, không phải là người ta biết nhiều từ, mà người ta biết cái tư duy của người Nga. Như thầy nói tiếng Nga rất nhanh, bởi vì sao? Thầy biết cái kiểu nói của người Nga. Đấy, người ta nói sto ty khochest, chứ người ta không nói là ty khochest to. Đấy, em hiểu chưa nào? Đó, thế vậy thì cái phần vừa rồi thì đã giải thích cho em để làm gì? Chỉ cho em thấy cái mấu chốt của cái việc muốn nói tiếng Nga giỏi phải như thế nào, phải nghĩ được như người Nga. À, có nghĩa là gì? Đừng có nghĩ kiểu tiếng Việt dịch sang tiếng Nga, phải nghĩ như người Nga người ta nói. Đấy, à, muốn nghĩ được như người Nga nói phải là gì? Nói thật nhiều vào nhé. Đấy, là thế. Như vậy vừa rồi là thầy giáo nói nhiều, à, như thế không phải là nó vô nghĩa đâu, à, nó là cái phương pháp cho em. Đấy, thế bây giờ quay trở lại bài chúng ta nào. À, chúng ta có yêu khai chủ, đọc lại một lần nữa nào. Yeah, khai chủ Yachu tươi yach tui khô chết khó chết ôn ôn khô chết mười mười khát chìm khách chìm vui vui khát chi chè à anh ý anh ý khát chết anh ý khách chết. Đấy, y khai chủ thì khó chết khó chết mười khách chìm vui khách chìm anh ý khách chết, đó là gì nào? Đấy, à, như vậy là chúng ta đã chia xong động từ khai chết. Tí nữa thì đó lại bảo em đọc nữa xem nhé. Tác vụt. À, khá sao bây giờ chúng ta sẽ nói tôi muốn học tiếng Nga nào. Я хочу изучать русский язык. À, khai chú cho русский язык. Đấy. À, thế bây giờ à, có một bạn à, cũng học như em, à, cũng học đến bài số 10 rồi. Đấy, bài số 9, bài số 10 rồi. À, xong bảo à, thầy em muốn học với thầy. À, đến khi à, thầy ra cho mấy chữ bảo, ôi thầy cái này em biết rồi. Đấy. Thế biết rồi thì sao? Ý em nói rằng là biết rồi không cần phải dạy em nữa. Đấy. Thế bảo thế em dạy cho em cái gì? À đúng không nào? Thế hóa ra là gì? Đây thì nó gọi là chỉ ra cho em thấy cái lỗi thôi đấy. Cái việc mà các em biết chữ tiếng Nga không phải là các em đã nói được tiếng Nga. Nếu mà chỉ cần các em biết tiếng Nga thì giáo cho em vài giáo trình nữa tha hồ học, thế là tha hồ biết đấy. Đó. Thế còn các em học với thầy để làm gì? Để chỉ lôi những cái chữ mà các em đã biết ra rèn luyện để mà nói. Đấy. À bây giờ em nói cái câu gì? Em nói mãi mới được cái câu này đấy. À, tuy là nói được rồi nhưng mà chưa phải nhuần nhuyễn. Thế vậy thì học với thầy để làm gì? Để nói cho nó nhuần nhuyễn. Cho nên là chúng ta đừng ngại. Có cái biết, có cái chưa biết, dựa trên nền tảng cái biết rồi, chúng ta sẽ học thêm cái chưa biết. Nhớ như vậy nhé. Đó, Vâng. thì là chúng ta sẽ tạo nên một cái tâm lý thoải mái rằng là không phải là thầy cứ dạy cái gì mình đã biết rồi. À, mình biết rồi mình đã nói được đâu. À, biết rồi nói được rồi thì thầy chịu luôn. Đấy. Ta bây giờ em nói câu à tôi muốn nói tiếng Nga. Я хочу говорить Говорить по-русски. по-русски. Đấy. Я хочу говорить по-русски. Đấy. Я хочу говорить по-русски. А я хочу говорить. Có âm Я хочу Oui. говорить по-русски. Я хочу говорить по-русски. Đấy. Я хочу изучать. Có âm này. Я хочу изучать. Я хочу изучать русский язык. Đấy. Đó. Em nói lại nào. Cả hai câu liền nào. Я Я хочу изучать. хочу изучать Ok. Я хочу. русский язык. Я По-русски. Хорошо. À, thì bây giờ à, chúng ta đã nói hai câu này rồi. Бây giờ chúng ta sẽ nói ngôi khác và chúng ta sẽ đệm thêm một từ nữa. Có từ Pravilna. Pravilna là gì nào? по-русски. Pravilna là gì? Pravilna là đúng đấy. Đúng. Pravilna, Đó, em nói nào. đúng. Pravilna, Pravilna. Pravilna. À, Pravilna, Pravilna, Pravilna đấy. À, Pravilna. Ta Pravilna là đúng. Nie Pravilna là không đúng. Nie Pravilna, Nie Pravilna, em nói nào. Nie Pravilna. Nie Nhiệt Pravilna, đã. Nie Pravilna là không đúng đấy. À tạc, bây giờ em nói là anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng. Ôn. khá chết Khô chẹt. khô chết ôn khô chết Говорит. говорить по-русски Правильно. правильно Правильно. Đấy. À đọc lại động từ một lần nữa. Я хочу, ты хочешь. Я хочу, ты Ты хочешь. хочешь, Он хочет. он хочет, Мы хотим, вы хотите. мы хотим, вы хотите, Хотите, они хотят. хотят. Они хотят. Đấy. À, lúc лúc chúng ta đọc lại để làm gì nó quen thôi. Đấy. Đó. À thì bây giờ nói lại nào. Anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng nào. Он хочет. Он хочет Говорит. говорить Говорит. по-русски По-русски. правильно. Правильно. Он хочет говорить по-русски правильно. Он хочет говорить по-русски правильно. Đấy. À, đó. Он хочет говорить по-русски правильно. Так, bây giờ em nói là à, có từ хорошо. Хорошо là gì vậy? Хорошо là tốt đấy. À thì bây giờ em nói cô ấy muốn nói tiếng Nga tốt. Anna хочет говорить по-русски хорошо. À, она хочет говорить по-русски хорошо. Đấy.
À, tạc, bây giờ chúng ta đọc lại cả bốn câu nào. Я хочу изучать русский язык. Я хочу изучать Изучать русский язык. русский язык. Да, я хочу говорить по-русски. Я хочу говорить по-русски. Да, он хочет говорить по-русски правильно. Он хочет говорить по-русски правильно. Правильно, да. Она хочет говорить по-русски хорошо. Она хочет говорить по-русски хорошо. А, ты видишь, тогда какой вопрос? Что ты хочешь? Что Что ты ты хочешь? хочешь? А, ты давай им. Что ты хочешь? Им я хочу изучать русский язык. Что ты хочешь? Я хочу изучать русский язык. Да, bây giờ em dùng câu thứ hai trả lời nhé. Что ты хочешь? Я хочу говорить по-русски. Да, хорошо. Бây giờ câu hỏi thứ ба. Что он хочет? Что он хочет? Он хочет говорить по-русски правильно. Правильно. А что она хочет? Она хочет. Она хочет говорить по-русски хорошо. Да. А bây giờ thì ta sẽ chỉ động từ em cần trả lời. Что вы хотите? Что вы хотите? Что вы хотите? Đây là что ты. Bây giờ thì ta chuyển thành вы. Что вы хотите? Что вы хотите? Dùng động từ này trả lời. Я хочу. Вы хочу Nó sai rồi. Я хочу. я хочу Купить. купить Я хочу купить. Что вы хотите? Cậu muốn cái gì đây? Я хочу купить. À, что вы хотите? Dùng động từ này trả lời. я хочу продавать Продавать. Я хочу продавать. Да? À, dùng động từ này trả лời. Я хочу. Что вы хотите? я хочу работать Я хочу работать. Хорошо, quay vòng nào. Что вы хотите? Я хочу купить. Я хочу купить. Что вы хотите? Я хочу продавать. Продавать. Что вы хотите? Я хочу работать. Я хочу работать. Да? À, хорошо. Thì đến đây chúng ta nhìn thấy đó là gì? À, đó là xây dựng một câu dùng với động từ khai triển. Đấy. Động từ khai triển chúng ta có thể dùng thêm một cái infinitive đằng sau. Tức là gì? Một động từ nguyên thể đằng sau. Đấy. Và chúng ta đã nói được câu gồm có ba chữ rồi. Я хочу купить. Đấy. Я хочу продавать. Я хочу работать. Đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ mở rộng hơn một chút nữa nhé. À, đó. Chúng ta sẽ mở rộng ra hơn một chút nữa. Chúng ta có động từ. Изучать. À, изучать. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có câu. Chúng tôi học tiếng Nga. Em nói nè. Мы изучаем русский язык. Мы изучаем русский язык. À, мы изучаем русский язык. Đấy. À, мы изучаем русский язык. Thế bây giờ chúng ta sẽ có từ Vietnamski. Vietnamski thì chả cần nói em hiểu đó là cái gì rồi. Đấy. Vâng. Vietnamski. Và có từ язык. Язык là gì? Язык là ngôn ngữ. Chúng tôi đang học tiếng Việt Nam. Мы изучаем вьетнамский язык. À, мы изучаем вьетнамский язык. Мы изучаем вьетнамский язык. Đấy. À, мы изучаем русский язык. Мы изучаем вьетнамский язык. À, đó. À, bây giờ chúng ta sẽ nói là tôi nói tiếng Việt Nam. Я говорю по-вьетнамски. Я говорю по-вьетнамски. Да, я говорю по-вьетнамски. Да? À, đấy. À, do là gì? À, là chúng ta nói nó bị lẫn lộn đúng không nào? À, lẫn lộn cho nên là gì? Chúng ta nói nhiều cho nó quen đi. Đấy. À, em nói lại nào. Я говорю по-вьетнамски. Говорю Говорю. по-вьетнамски. Я говорю по-вьетнамски. Đấy. Я говорю по-вьетнамски. À, ta хорошо. Bây giờ nói cô ấy học đang học tiếng Nga nào. Она Она. изучает русский язык. À, русский язык. Она изучает русский язык. À, thế bây giờ chúng ta sẽ học thêm một chữ nữa. À, lúc nãy em có nhận thấy không nào? Chúng ta đã học, chúng ta đã nói được câu có bốn từ rồi. Đấy. Đầu tiên chúng ta nói câu có hai từ. Sau nói câu có ba từ. Sau đó chúng ta nói câu được bốn từ. Bây giờ chúng ta sẽ nói câu có năm từ. Đấy, chúng ta thêm một từ nữa vào. À, từ này nó gọi là trạng từ. Trạng từ này nó có thể mở rộng thành phần cho động từ. Đấy, đó. À, trạng từ đây là trạng từ Davano. Davano. Em nói Davano. Davino. Davano. Davano có nghĩa là lâu rồi. Đấy. À, Davano. Davano. À, thế bây giờ chúng ta sẽ nói câu là họ học tiếng Nga đã lâu rồi. Nói nào. Они Они изучают изучают русский язык. Русский язык. русский Давно. язык À, они изучают русский язык давно. Họ học tiếng Nga đã lâu rồi. Đấy.
Они изучают русский язык давно. À, đúng không? À, tiếp theo, à, chúng ta sẽ nói câu là tôi ở nước Nga đã lâu rồi. Câu ở nước Nga là gì? В России. В России. Em nói nào. В России. Я в России. В России. В России. Я в России. Я в России. Давно. Давно. Я в России давно. Я в России давно. Давно. À, đó. Thế vậy thì đây là một dạng câu mà ở trong này em không nhìn thấy động từ. Nó ẩn động từ. Đấy. Ở đây có nghĩa là gì nào? Tôi sống ở nước Nga lâu rồi. Tôi làm việc ở nước Nga lâu rồi. Đấy. À, đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy à, là cái cách mà người ta nói ngắn gọn. Đấy. Nói ngắn gọn mà người Nga vẫn hiểu được. Đấy. À, đó. À, thế thì tiếp theo chúng ta có từ давно. Недавно. Давно là lâu rồi. Недавно là cách đây không lâu. Đấy. À, thế bây giờ chúng ta có câu là gì? Tôi ở nước Nga lâu rồi. Em nói nào. Tôi ở nước Nga lâu rồi. Я в России давно. России. России давно. Я в России давно. Đấy. À, thế bây giờ em sẽ nói từ недавно. 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 Tôi ở nước Nga chưa lâu. Я в России недавно. À, đúng rồi. Я в России недавно. Я в России недавно. À, thế bây giờ chúng ta có từ давно недавно. À, thế bây giờ em sẽ nói là tôi nói tiếng Nga, tôi nói tiếng Việt lâu rồi. Я говорю по-вьетнамски давно. À, давно. Давно. Nói lại nào. Я говорю по-вьетнамски давно. Давно. Đấy. À, так. Thế bây giờ em nói câu là tôi nói tiếng Nga chưa lâu. Trong này không có. Tôi nói tiếng Nga chưa lâu. Я говорю по-русски недавно. 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 À, thế vậy thì đó là cái câu đầu tiên bằng tiếng Nga. Mà em nói mà không cần có mẫu đấy, em tự nghĩ được trong đầu em ra rồi đấy. Thế vậy thì đó chứng minh rằng là cái việc rằng là gì nào, nếu như em có 350 câu thì tự dưng em sẽ xây dựng được câu cho mình đấy. Cái câu vừa rồi em nào có trong này đâu, hoàn toàn không có đấy. Thế mà tự dưng là em nói được, thầy có dạy em, thầy không dạy em câu nào cả, à cái chữ nào cả đấy. À, em chỉ nói thôi, em nói dựa theo mẫu câu, đúng không nào? À, thế vậy thì là gì nào, à xác minh lại cái việc rằng là gì, em cần phải học rất nhiều mẫu câu, sau đó em sẽ nói được thôi đấy. À, đó, việc gì phải đi học từng chữ xong rồi học ngữ pháp ghép vào cho nó khổ đấy. À, đó, nhiều người bảo là em học từ vựng nhiều lắm rồi, em học ngữ pháp nhiều lắm rồi nhưng em vẫn không nói được tiếng Nga. Đúng rồi, nói nào được, bởi vì có biết nói đâu đấy. Thế còn cái đứa nó chả học từ vựng, không học ngữ pháp, nó cứ học câu thôi, tự dưng nó nói được nhiều đấy. Đó, tại vì thì nguyên tắc dạy của thầy là như vậy, nguyên tắc dạy là thầy cứ dạy các em có mẫu câu xong rồi em cứ nói nhiều cho quen mồm, xong rồi sau đó tự dưng là sẽ nói được đấy. À, tiếp theo nào. À, bây giờ thì ta sẽ có mẫu câu. Какой язык? Đây là câu mới đấy với em. Какой язык? Какой là gì? Nào. Đấy. Какой язык là ngôn ngữ nào? Какой язык ты изучаешь? À, lúc nãy thì ta đã nói là gì nào? Cái tư duy ngôn ngữ của người Nga bị lộn ngược so với người Việt. Người Việt nói rằng là gì? Ты изучаешь. Язык какой? Cậu học ngôn ngữ nào? Đấy. Nhưng người Nga nói ngược lại. Какой язык ты изучаешь? Đúng không? Đấy. Thế vậy thì đây chúng ta hiểu là gì nào? Какой язык ты изучаешь? Cậu đang học tiếng gì đây? Какой язык ты изучаешь? Trả lời. Tớ đang học tiếng Nga. Я изучаю русский язык. Đấy. À đó. Thế giáo hỏi em nào. Какой язык ты изучаешь? Em trả lời nào. Я изучаю русский язык. Đấy. À đó. Em nói nào. Какой язык? Какой язык? Какой язык? Какой язык? Какой язык? À, em chỉ cần nói hai chữ đỏ đỏ này thôi đấy. Какой язык? Какой язык? Ты изучаешь? Ты изучаешь? À, thế bây giờ em hỏi thầy đi. Thầy đang học tiếng gì đây? Какой язык? Ты изучаешь. А, какой язык ты изучаешь? Я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык. Да? А, да. Thế bây giờ thầy giáo hỏi em. Cậu đang học tiếng Nga đấy à? Cậu đang học tiếng Nga đấy à? Ты изучаешь русский язык? Ты изучаешь русский язык? Em nhìn thấy thầy giáo nhấn mạnh cái câu này. Ты изучаешь. Ты изучаешь русский язык. À, đây là một dạng câu hỏi mà không có từ để hỏi. Đấy. Từ để hỏi là gì? Đó là từ các cối. Đấy, đó là từ sto. Nhưng trong câu hỏi không có từ để hỏi, dạng câu hỏi trong tiếng Việt cũng rất là thông dụng đấy.
Cậu đang uống bia đấy à? Cậu đang đi chơi đấy à? Thì cái từ đấy à đó người ta nhấn mạnh đấy. À đúng không? À đó, cậu đang ăn cơm đấy à? Đúng không? Đấy. Đó, thế vậy thì cái từ ăn cơm là cái trọng tâm chính. Và tiếng Việt thì mình dùng thêm cái từ đấy à để thể hiện rằng đó là câu hỏi. Đấy. Trong tiếng Nga nó không có cái từ đấy à. Trong tiếng Nga nó chỉ nhấn mạnh vào cái từ người ta muốn hỏi thôi. Ты изучаешь русский язык? Ты изучаешь русский язык? Cậu đang học tiếng Nga đấy à? Đấy. Да, изучаю русский язык. Thế vì trong cái câu đó thì chúng ta phải trả lời да hay là нет? Đấy. Да, изучаю русский язык. À đúng không nào? À так. Thế bây giờ thầy giáo hỏi em, người bạn của em có nói tiếng Nga không? Người bạn của em là gì? Друг, Tôi твой друг. Tôi друг. Em нói nào. Tôi друг. друг, Tôi друг. Tôi твой друг. друг, Đấy, нói nhiều vào. À nói lại твой, từ này nào. Cho nó tỉnh ngủ nào. Я хочу. я Ты хочу, хочешь? Ты ты хочешь? хочешь, Он хочет. он хочет, Мы хотим. мы хотим, Вы хотите? вы хотите, Они хотят. они хотят. А, nói là твой друг. Твой друг, Твой друг. À, твой твой друг, друг là người бạn của cậu đấy. À, người бạn của cậu. Твой друг. Nói nè. твой, Говорит. Говорит по-русски. Говорит говорит, по-русски. Đấy. À, thế по-русски, câu hỏi sẽ thành gì nào? Твой друг говорит по-русски. Говорит по-русски. Твой друг говорит по-русски. Твой друг говорит по-русски. À, đó. Em nói nè. Твой друг говорит по-русски. твой друг говорит по-русски. À, đó. Câu đấy có nghĩa là gì nào? Này, cái thằng bạn của cậu nó có nói tiếng Nga không? Твой друг говорит по-русски. Trả лời, нет, он не говорит по-русски. Không, nó không nói tiếng Nga đâu. Нет, он не говорит по-русски. Em нói này, нет, он не говорит по-русски. Нет, он не говорит по-русски. Да, нет, он не говорит по-русски. А, хорошо. Thế tiếp theo nào. À, vẫn là cái câu какой язык. Какой язык. Như đây là gì? Какой твой родной язык. Có từ родной. Родной. Родной là tính từ mới đối với em. Em nói nào. Родной. 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 Родной là thân thương ruột thịt tiếng mẹ đẻ. Родной язык. Tiếng mẹ đẻ. Родной язык. Em nói là родной язык. Родной Родной язык. À thì có язык. câu hỏi. Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? À có nghĩa là tiếng mẹ đẻ Родной của cậu là thứ tiếng gì đấy? Là tiếng nào? Какой твой родной язык? Em nói nào. Какой твой родной язык? язык. Какой твой родной язык. À sau này đi ra chợ à, gặp anh chàng người Trung Á đấy. À, người Trung Á bên đó chúng ta hay gọi là đầu đen đấy. Đó, gặp anh chàng hỏi nó. Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? À, câu nói hơi bị sành điệu đấy, đấy, đúng không? À, gì? Tiếng mẹ đẻ của cậu là tiếng gì vậy? Đấy. À, nó sẽ nói là gì nào? À, tiếng của nó là gì? Tajiki chẳng hạn, tiếng Tajik chẳng hạn đấy. À, Tajiki, đấy. À, đó. Hoặc là gì? Uzbekski, à, tiếng Uzbek chẳng hạn đấy. À, đó. À, thế vậy, à, đây câu hỏi này có nghĩa là hỏi cái tiếng mẹ đẻ của cậu là gì? Tiếng mẹ đẻ của chúng ta là gì? Vietnamski. Vietnamski, đấy. À, какой твой родной язык? Trả lời. Мой родной язык Vietnamski. Мой родной язык Vietnamski. Đấy. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ học thêm một mẫu câu nữa. Mẫu câu đó là Uchiba. Uchiba. Uchiba là yes. Cả cái câu Uchiba yes. Cậu có. Cậu có cái gì đó không? Uchiba yes. Trả lời nè. Uchiba yes. Em nói nè. Uchiba yes. Yes. Uchiba yes. Uchiba yes. 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 À chúng ta biết rằng yes là có. À thế nhiều Yes. em bảo là à, nhiều em mình bảo là Yes. em dịch cho thầy câu là em có cái gì đó đi đấy cái em nói luôn yeah yes đấy yeah yes người ta không nói yeah yes người ta nói u mi nha yes u mi nha thế còn cậu có cái gì đó không u chi bia à người bạn druk chúng ta biết từ ruski yazyk là tiếng nga ruski druk là người bạn người nga đấy à em nói là ruski druk Русский друг. Ruski druk là người bạn Nga. Cậu có thằng Рус... bạn người Nga nào không? Uchiba yes Ruski druk. Em nói cả câu đi. Uchiba yes Ruski druk. У тебя есть русский друг. À, cậu có bạn người Nga không? Да, у меня есть русский друг. Có, tôi có bạn người Nga đấy. Да, em nói nè. Да, у меня есть русский друг. Да, у меня есть русский друг. Да, у меня есть русский друг. Đấy. À đó thế như vậy là gì nào? Ngày hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều cái mẫu câu. Học được mấy động từ rồi? Học được bốn động từ rồi. Đấy.
изучать, учить, говорить, хотеть. Đấy. Đúng không? À Vâng. đó. À bây giờ về sau bài này vở mở video ra. Đến cái động từ nào đó thì dừng video lại, xong bắt đầu lấy cái tờ giấy lên lúi húi chép nó ra. Đấy. À Vâng. bỏ 3 phút ra để chép một động từ, bỏ 10 phút ra để chép ba động từ, bốn động từ đi. Đấy. Xong đó ngồi là gì? Hàng ngày cứ dở những tờ bìa đó ra đọc, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Đấy. Đó. À để làm gì? Học với thầy xong 1 tháng, 2 tháng. À như vậy tinh thần của em học mà em học sẽ học là khoảng 7 tuần. Sau 7 tuần tức là gì? 2 tháng. À gần 2 tháng đấy. À sau 2 tháng em sẽ thuộc được khoảng bao nhiêu động từ đó, học được thuộc bao nhiêu mẫu câu đó. Thế xong sau đó là gì? Là nói được rồi, chả cần học với thầy hơn nữa. Thích học thì học. Nhưng mà thầy chỉ dạy em thì bán hàng thì dạy khóa thôi. Đấy. Dạy một khóa 20 buổi thôi là xong. Thế vậy bây giờ bảo là học có 2 tháng biết tiếng Nga thì bán hàng hơi bị giỏi. À, giỏi quá làm sao nữa, những cái giỏi này không phải là thầy dạy, giỏi này là do em luyện tập nhiều, em không luyện tập thì em sẽ không giỏi nhé, Vâng. thấy chưa. À thế thôi, động lực để học đi bán hàng, à, phương pháp để học là đọc hàng ngày, thế thôi, thế là xong việc đấy. À thì cảm ơn em, hẹn gặp anh trong buổi học hôm sau. Thế xin Ừ, đại nhé, thầy. bắt cả.